APL Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Với hơn 4 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý, vận hành và cho thuê, trên 5.000 giao dịch cho thuê và mua bán, được rất nhiều chủ sở hữu là người Việt Nam và người nước ngoài ủy thác, khai thác bất động sản. Chúng tôi có những dịch vụ tối ưu nhất cho quý chủ nhà. Dịch vụ môi giới, cho thuê căn hộ, dịch vụ môi giới, bán căn hộ, dịch vụ quản lý căn hộ, biệt thự để khai thác, dịch vụ quản lý và setup vận hành khu dịch vụ nghỉ dưỡng khách sạn vì sao gọi là a bất lơ việt nam a là tên danh thương hiệu bất lơ có nghĩa là một quản gia của bạn dựa trên phân quyền quý khách hàng dành cho chúng tôi quý khách sẽ không phải phân tâm về những việc định giá tranh chấp mâu thuẫn giữa người thuê và người cho thuê các chi phí họp hành của tòa nhà chúng tôi đại diện thay mặt quý khách để giải quyết những vấn đề đó Bất kỳ câu hỏi nào cần tư vấn về pháp lý, giá cả thuê và tất cả mọi câu hỏi về tòa nhà của quý khách, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý khách một cách nhanh nhất có thể. Với đội ngũ chuyên nghiệp về việc vận hành cho thuê, chúng tôi mong cung cấp cho bạn một biện pháp tốt nhất. Cam kết sẽ đem đến cho quý khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập website hoặc liên hệ hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn tận tình cụ thể. Abelor Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại.